Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhà Thuốc Trung Nguyên. Mình xin giới thiệu, mình là dược sĩ Hoàng Thị Thơm, cũng là chuyên viên tư vấn của hệ thống Nhà Thuốc Trung Nguyên. Phóng này mình lại tiếp tục lên sóng để giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm mới. Và sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là dòng sản phẩm ống uống cường phế giúp tăng cường chức năng của hệ hô hấp. Sản phẩm thì gồm những thành phần như cao kha tử, cao bướm bạc, cao xương sông, cao mả gà trắng, cao tơ hồng xanh. Trong đó, với thành phần nổi trội là cao bướm bạc, cao kha tử, màu gà trắng là dịch chiết được chiết xuất từ thảo dược, có tác dụng sát khuẩn, kháng viêm mạnh, giảm ho, long đờm, giúp nhanh chóng giảm đờm, giảm ho, giảm khò khè, khó thở nhờ cơ chế tiêu viêm, kháng viêm, từ đó giảm tiết dịch nhầy, đờm, sinh ra ít hơn và theo đó ho cũng giảm dần, đồng thời các cơn khò khè, khó thở cũng giảm dần. Sản phẩm thì có công dụng giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm phế quản như là ho, rát họng, khò khè, khó thở, có đờm và dịch tiết đường hô hấp. Hỗ trợ giảm nguy cơ viêm đường hô hấp khi thời tiết thay đổi. Bổ phế hỗ trợ giảm ho, tăng cường chức năng đường hô hấp. Sản phẩm cường phế hỗ trợ điều trị viêm phế quản, ho đàm, đau rát cổ họng, viêm phế quản, hen suyễn là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ nhỏ dưới 6 tuổi thường hay tái đi tái lại nhiều lần, làm trẻ miếng ăn chậm lớn, còi xương hay quấy khóc, khiến bố mẹ lo lắng và ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất của trẻ. Vì vậy mà khi phát hiện những dấu hiệu của bệnh thì cha mẹ cần đưa con đi khám ngay để có điều hướng chữa trị kịp thời. Ngoài ra, cha mẹ cần lưu ý tránh cho trẻ sinh hoạt quá lâu ngoài trời, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi, thường xuyên giữ ấm khi trời lạnh, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, sử dụng các thực phẩm chức năng từ thảo dược thiên nhiên có tác dụng phòng ngừa và nâng cao sức khỏe cho trẻ. Sản phẩm cường phế với sự kết hợp hoàn hảo giữa các dược liệu quý tăng cường chức năng hô hấp, hỗ trợ giảm ho, long đờm, giảm khò khè, khó thở, tăng cường hệ miễn dịch, giảm tái phát viêm phế quản và viêm đường hô hấp ở trẻ. Về đối tượng sử dụng thì dòng sản phẩm ống uống cường phế dùng được cho trẻ em bị viêm phế quản có các triệu chứng như ho, rát họng, khò khè, khó thở, có đờm và dịch tiết đường hô hấp. Trẻ em mới bị viêm phế quản hoặc bị viêm phế quản lặp đi lặp lại nhiều lần khi thời tiết thay đổi. Về liều dùng thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn. Với trẻ em dưới 2 tuổi dùng theo chỉ dẫn của dược sĩ hoặc bác sĩ. Liều đề nghị thì ngày chúng ta uống 1 ống, có thể tăng tới 2 ống trên 1 ngày, dùng trong 15 ngày. Về liều duy trì chúng ta ngày uống 1 lần, mỗi lần 1 ống. Đợt dùng 2 đến 3 tháng. Trẻ em từ 2 đến 6 tuổi, ngày chúng ta dùng 2 lần mỗi lần 1 ống, dùng trong 20 ngày. Liều duy trì thì ngày chúng ta dùng 1 lần mỗi lần 1 ống, đợt dùng từ 2 đến 3 tháng. Trẻ từ 6 tuổi trở lên, ngày dùng 3 lần mỗi lần 1 ống, dùng trong 20 ngày. Và liều duy trì chúng ta ngày dùng 2 lần mỗi lần 1 ống, đợt dùng 2 đến 3 tháng. Sản phẩm thì đang được bán trên tất cả các chi nhánh của hệ thống Nhà Thuốc Trung Nguyên. Và mọi ý kiến thắc mắc xin các bạn vui lòng liên hệ đến số điện thoại hotline 0909602267. Và cứ vào 9:00 sáng và 21:00 tối thì kênh của Nhà Thuốc Trung Nguyên mình lại lên sóng để giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm mới. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần chia sẻ tiếp theo.